有难度，下面的人白痴。bài hát ngày hôm nay thì chúng ta đặt tựa là vinh danh người soạn nhạc tài hoa Thiên Lan. Buổi đó là buổi vinh danh, nhưng mà ngày hôm nay thì coi như là buổi tiễn biệt anh. Thật ra cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ hương linh của anh sớm về với cõi vĩnh hằng và sớm về miền cực lạc, và nơi đó thanh thản không có phiền não, cho nên cầu nguyện cho hương linh của anh được siêu diêu nơi cực lạc. Có tiếng chuông của kim đồng. Rồi bây giờ thì một điệu hát tấm nhạc và hai câu vọng cổ, rồi qua điệu lý chiến sanh. Lý chiến sanh thì ba người đã ca chung nha. Rồi xin mời cô bây giờ chỉ tập vô trước đây. Nghệ thuật sân khấu cải lương đậm nét son son lên lên lại nha. Chờ xin lỗi quý vị, tại chỗ này phải lên dấu cộng như một bài xuống dấu hò như là sang sự liếu. Xin lỗi quý vị. Nghệ thuật sân khấu cải lương đậm nét son vàng muôn ngàn bông hoa tỏa hương mang rồng khắp trời nam bắc tây đông. Thank you.
mười.